Chim cũng rồi. Đây là một cái hàng rào chim. Rất là nhiều chim. Chim luôn, chim nước à. Rồi, đây nè. Ê, 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 thấy chưa? Thấy chưa ngốn? Ừ, ăn gì ạ? Ăn bà rồi. Từ từ. Cẩn thận đi, cẩn thận. Cẩn thận hơn nữa bao nhiêu nữa. Đi. Ôi, ra đây chim yến nè. Chim yến của bà Tòi. Chim yến. Đây, đặt đứng. Đây, chim yến bà Tòi. Rồi. Miếng. Ồ, miếng đẹp. Đi. Con kia lần này nó ngủ nằm ngoài. Ừ. Thịnh có chim nha. Sáng chắc chưa cho ăn quá. Đâu chim ngủ rồi. Con đi vô chậm nó ngủ rồi. Đi đâu con? Chim đâu? Đi đúng rồi, rồi nó quay. Bà Tài nuôi chim yến. Ơi. Ừ. Chuồng nó mới hả? Dạ, mà cũng có chim nữa. Chim không? Đây là trại chim yến của bà Tài ở thành Thái An, xã Thành Thái An. Ừ, chim nó là rừng hết trơn.
chuyển tiền mới mới nuôi thì cũng 5-10 cặp à, với khán giả về cái về từ từ gây ra con ra nó đẻ cái gây ra nay nhiều ạ à. Được chắc cỡ vài trăm cặp rất là đẹp.